Hello chú nha, lên cho chú một con Etin M660 nha. Thì con này tình trạng như vậy nha. Báo giá tình trạng trước nha. Dên lô, nòng lô, chuông lô, bô lô, đồng tiền lô và có tay thắng. Nhưng mà không có sử dụng được nha. Có tay cản thôi nhưng mà thắng là không còn. Thì thích gì về mấy chú bỏ thắng vô nha. Bỏ cái cây thắng ở trong đây vô. Thì con máy này là bán cho chú giá 4,5 triệu. Nè. Còn lại tất cả mọi thứ là bao rin cho chú nha, áo rin, lược gió rin, bình xăng con rin, bình xăng lớn rin nha. Bình xăng lớn khá là đẹp luôn. Ốp giật rin, lốc rin nha. Đây cái lốc nè. Có số seri đàng hoàng nha, lốc rin nha. 16 luôn. Chuông lô. Đây. Lô thì lô chỉ có 5 món thôi nha. Còn lại là bao rin cho chú. Thì con da máy này bán là giá 4,5 triệu nha. Ốp lam lô nha. Đó. Còn lại là bao rin cho chú nha. Thì giá 4,5 triệu cực kỳ ok nha. Là nòng bạc dên mới nha. Về mấy chú chạy có gì chạy rô đai nhẹ lên chú con nha. Con mới ráp thôi nhưng mà chưa có chạy rô đai nha. Mới ráp thôi. Nòng bạc dên mới nha. Mới ráp luôn. Thôi nè. Nổ cực kỳ chuẩn nha. Giờ vô tiếng nổ nha. Cũ rưỡi nha, quá êm, đồ mới, phục gin luôn nha. Đó. Thì máy báo tình trạng cho chú rồi nha, nòng lô, dinh lô, chuông lô, ốp lam lô, bô lô, còn lại rin hết, rin toàn bộ nha, đó, cao su rồi rin hết nha, áo rin luôn, đó, tay thắng rin luôn nha. Đó. Máy này thì máy mới ráp nên mấy chú yên tâm nha, bình xăng lớn còn rất là đẹp luôn. Rồi. Bơm nhớt thì khỏi nói nha, quá trời. Rồi, bố ở trong là rin hết toàn bộ nha, bố bơm nhớt rồi rin hết cho chú nha. Thì lấy nhỏ mình mua to nha. Đó, nè, chụp rin luôn nè. Giờ mình chưa có tiền mua 66 xịn này, mình mua đồ lô mình xài trước đây rồi mình mua 66 sau nha. Yeah, cực kỳ nhạy nổi nha. Lan ti cực kỳ vip nha. Rồi con này 4,5 triệu nha, giá không thương lượng nữa nha. Đó thì mấy chú muốn làm xích thì mua thêm nha, tại vì nó có đầu máy thôi. Tại vì làm xích nhà con làm xích xịn không mà bỏ vô thì bán giá nó lại khá là cao, nên là nòng bạc dên mới nha, nên là sẽ bán đầu máy nha. Mấy chú muốn làm xích thì cứ alo trực tiếp nha. Đó, hơi nè. Bạn ráp đồ AB xịn nha.
dân AB xịn. Mấy chú nghe tiếng nổ là mấy chú biết rồi đó, cực kỳ ok nha, không khác gì máy rin máy nha. Rồi bán cho chú 4,5 triệu nha.